Vâng, Sành Đồ Xin xin được kính chào quý chị nhân dịp năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Sành Đồ Xin xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình, dồi dào sức khỏe để chào đón một năm mới an khang thịnh vượng. Và ngày hôm nay thì nhà Sành Đồ Xin tiếp tục giới thiệu đến quý chị những sản phẩm quần gió đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mua từ hai sản phẩm trở lên, quý chị chúng ta sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà Sành Đồ Xin tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho quý chị. Thời gian làm việc của nhà Sành Đồ Xin là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên mà nhà Sành Đồ Xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần gió tông màu đen. Các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì đa phần sẽ là các sản phẩm tối màu để cho quý chị chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta lựa chọn. Sản phẩm đầu tiên của mình sẽ là một chiếc quần gió đen này, hai bên ống quần sẽ là hai cái đường kẻ tông màu trắng, và đây sẽ là một thiết kế của thương hiệu Wilson. Bên trên ống quần quý chị có thể thấy nó sẽ là một cái phần thêu tên của thương hiệu. Những cái phần thêu như này thì quý anh chị chúng ta yên tâm là cái độ bền của nó rất là cao. Đặc biệt em này sẽ là một thiết kế quần gió hai lớp, bên trong của mình sẽ là có thêm một lớp vải lót lưới này. Đó, những cái thiết kế như này quý anh chị chúng ta mặc sẽ rất là thoải mái dễ chịu mà vẫn đảm bảo cho mình là chắn gió chống bụi rất là tốt. Và mã của sản phẩm này sẽ là G257, chiều dài là 98, bụng là 80 đến 102, đùi là 32 và ống sẽ là 22 cm size L. Form dáng của mình sẽ là một cái form dáng suông, ống không quá rộng mà cũng không quá chật nên là rất là thích hợp để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Có thể quý chị chúng ta mặc đi ngủ này, hoặc là mặc ở nhà, mặc đi tập luyện thể dục thể thao, chạy bộ, đạp xe buổi sáng đều rất là ok. Đặc biệt cái tông màu đen thì quý chị chúng ta yên tâm là phối đồ rất là dễ dàng rồi. Ở bên trên này thì sẽ có cho quý chị là những cái thiết kế túi này, cho quý chị có thể là dễ dàng chúng ta đựng theo ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Và mã của em này sẽ là G257. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này của nhà Wilson thì nhanh tay liên hệ cho nhà Sành Đồ Xin. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế cũng với cái tông màu đen. Em này cũng là một cái form dáng tương tự, hai bên của mình cũng có hai cái đường kẻ, nó sẽ là cái tông màu xanh neon. Mã của sản phẩm thì sẽ là G258, chiều dài là 102, bụng là 70 đến 110, đùi là 33 và ống sẽ là 22 cm size XL. Bác nào đang tìm kiếm những cái sản phẩm form dáng rộng rãi thoải mái thì quý chị chúng ta có thể là cân nhắc lựa cho em này. Chất liệu gió dày dặn và em này sẽ là một thiết kế chất liệu hai lớp, bên trong có thêm cho mình một cái phần lót nỉ này. Quý chị chúng ta yên tâm là cái thời tiết của mình vẫn còn lạnh rất là kéo dài nữa cơ, nên là quý chị chúng ta vẫn yên tâm lựa chọn những cái sản phẩm quần gió như này để chúng ta sử dụng, chúng ta mặc hàng ngày. Mã G258 đó, một thiết kế của nhà Netfuka, và form dáng của mình sẽ là một cái form dáng suông quần gió rất là dày dặn, đây là quý chị chúng ta yên tâm cả chun co giãn tốt, mình mặc rất là thoải mái dễ chịu. Mã G258. Và tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế cũng với tông màu đen. Em này thì sẽ là có thêm những cái viền đỏ để cho cái quần của mình nó không bị nhàm chán này. Đây sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Adidas luôn. Bên trên ống quần mình có một cái phần thêu tên và logo của thương hiệu. Và mã của sản phẩm sẽ là G259, chiều dài là 95, bụng là 60 đến 90, đùi là 29 và ống sẽ là 20 cm. Adidas thì là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, và phải nói là trên toàn cầu thì ai cũng biết đến cái thương hiệu này, nên là quý anh chị nào chúng ta yêu thích cái sản phẩm này của nhà Adidas thì chúng ta nhanh tay chúng ta lựa chọn. Cái thiết kế của mình sẽ là cái thiết kế tông màu đen với cái kiểu quần form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng. Cái cạp chun của mình sẽ là cái cạp chun co giãn rất là tốt cho quý anh chị chúng ta coi tem mác đầy đủ cẩn thận của nhà Adidas luôn. Và cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu gió hai lớp này, bên trong cũng là có thêm một cái lớp lót cho quý anh chị luôn. Và cái sản phẩm này cũng rất là hợp lý để cho quý anh chị chúng ta có thể được sử dụng, mình mặc hàng ngày, mình mặc đi chạy bộ, đạp xe buổi sáng cũng rất là ok. Và mã của sản phẩm sẽ là G259. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế cũng với là cái tông màu đen. Con này thì sẽ là một thiết kế của nhà Nike. Bên trên ống quần mình có một cái phần thêu logo của nhà Nike. Và mã của em này sẽ là G260, chiều dài là 95, bụng là 84 đến 106, đùi là 33,5 và ống sẽ là 22 cm. Quý chị chúng ta để ý thì ở phía bên tay trái màn hình của mình sẽ là một cái bảng thông số bao gồm tất tần tật các cái thông tin về sản phẩm rồi. Quý chị chúng ta tiện theo dõi ở bên trên đó để chúng ta lựa ra cho mình những cái sản phẩm mà nó thật là vừa phải, nó phù hợp với cái số đo kích thước của cơ thể đó. Tiếp theo thì đây sẽ là một cái thiết kế quần gió form dáng suông này, ống rất là rộng rãi thoải mái. Và cái chất liệu gió của mình sẽ là chất hai lớp, bên trong có thêm một cái phần lót lưới nữa. Những cái thiết kế như này thì quý anh chị chúng ta yên tâm là mặc thoải mái dễ chịu, đầy đủ túi trên túi dưới này cho quý anh chị chúng ta sử dụng, mình có thể đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Những cái tông màu đen thì rất là dễ cho quý anh chị chúng ta phối đồ. Những cái chất liệu gió như này mặc vừa mềm mịn thoải mái mà vừa chắn gió chống bụi rất là tốt. Và mã của em này sẽ là mã G260, quần gió tông màu đen của nhà Nike. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm
cũng là một thiết kế quần gió màu đen. Con này thì sẽ phối thêm cho quý anh chị hai cái đường kẻ trắng ở hai bên này. Và mã của em này thì sẽ là G261, chiều dài sẽ là 104, bụng là 66 đến 96 này, đùi là 30 và ống sẽ là 21 cm. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Descente, và bên trên này chúng ta có một cái logo của thương hiệu. Và phía dưới đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần dây này để cho quý anh chị có thể điều chỉnh cái phần gấu này. Nếu như mà quý anh chị chúng ta muốn mặc cái gấu nó ôm vào một chút thì quý anh chị có thể là điều chỉnh cái phần dây này. Con này thì sẽ là chất liệu gió một lớp thôi. Bác nào đang tìm kiếm những cái sản phẩm quần gió mỏng nhẹ, nhẹ nhàng để quý anh chị chúng ta mặc ở nhà, mặc đi ngủ hoặc mặc đi tập luyện, chơi thể dục thể thao, quý anh chị có thể là cân nhắc lựa cho em này. Rất là thích hợp để quý anh chị chúng ta sử dụng trong cái thời tiết nó không quá lạnh. Mình mặc con này vừa thoải mái dễ chịu mà lên form giá cũng rất là đẹp. Với cái tông màu đen phối trắng như này cũng rất là dễ để cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Và mã của em này sẽ là mã G261, một thiết kế của nhà Descente. Và cái form của em này sẽ là một cái form hơi ôm một chút, nó sẽ là kiểu gọn gàng, nó không phải là một cái ống quá rộng để quý anh chị có thể là quan sát thật là kỹ này. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm, đây sẽ là một thiết kế quần gió tông màu ghi. Dành cho bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm quần gió dày dặn thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho quý anh chị. Một thiết kế đến từ thương hiệu Yonex. Bác nào mà hay chơi cầu lông thì chắc hẳn là biết đến cái thương hiệu này, chuyên về những cái dòng thể thao luôn. Và đây sẽ là cái mã G262, chiều dài của sản phẩm sẽ là 104, bụng sẽ là 66 đến 86, đùi là 32 và ống sẽ là 22 cm. Em này sẽ là một cái thiết kế còn rất là mới của nhà Yonex. Đây quý chị có thể quan sát được cái form dáng của mình sẽ là một cái form dáng suông, rộng rãi, thoải mái. Chất liệu gió thì khỏi bàn luôn, cực kỳ dày dặn. Đảm bảo là quý chị chúng ta nhận hàng về mình rất là ưng ý cái chất liệu này. Đặc biệt em nó sẽ là cái chất liệu gió hai lớp, bên ngoài rất là dày dặn luôn, nên là quý chị yên tâm về cái vấn đề là chắn gió, chống bụi với em này rất là tốt. Tông màu ghi này mặc thì cực kỳ là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Và mã của em này sẽ là mã G262. Bác nào mà yêu thích thiết kế này của nhà Yonex thì chúng ta nhanh tay là liên hệ cho nhà Xanh Đồ Xin đặt hàng chỗ nơi này. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu xanh than. Bác nào mà yêu thích những cái form dáng nó không quá dài, mặc nó vừa vặn, gọn gàng thì chúng ta lựa chọn em này. Mã của sản phẩm sẽ là G263, chiều dài là 83, bụng là 82 đến 86 này, đùi là 29 và ống sẽ là khoảng từ 18 đến 20 cm. Cái phần gấu của mình mặt đằng sau sẽ là bo chu này, còn đằng trước thì nó sẽ là kiểu thẳng như này. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Uniqlo thì là một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng rồi, được người Việt Nam mình cũng rất là ưa chuộng. Với cái những cái thiết kế của Uniqlo thì thường là họ sẽ làm những cái thiết kế rất là đơn giản đó, nhưng mà cái chất liệu của nó sẽ là những cái chất liệu rất là bền bỉ, nên là quý chị chúng ta hoàn toàn yên tâm những cái thiết kế của nhà Uniqlo là những cái thiết kế mình rất là hợp lý để cho quý chị chúng ta sử dụng hàng ngày. Đó, những cái thiết kế đơn giản mình có thể là mặc phối đồ rất là dễ dàng. Con này thì sẽ là một cái thiết kế tông màu xanh than này, bên trên cặp quần có thêm một cái dây đai để cho quý chị có thể điều chỉnh cái phần cặp này, túi đầy đủ cho quý chị để chúng ta sử dụng luôn. Và cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu dày dặn này, mặc thoáng mát nhẹ nhàng cho quý chị, họ chắn gió chống bụi cũng rất là tốt luôn. Mã sẽ là G263, tông màu xanh than, cực kỳ dễ mặc dễ dùng, và em này sẽ là một cái form quần rất là gọn gàng, và nó sẽ là cái chiều dài vừa phải, độ vừa phải thôi, nên là bác nào muốn mặc cái quần nó không quá dài thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho quý chị. Mã 263. Và tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm quần gió cũng với cái tông màu đen. Em này thì cũng là một cái sản phẩm cực kỳ basic đơn giản rồi, với hai cái đường kẻ sọc trắng ở hai bên ống quần. Mã sẽ là G264, chiều dài sẽ là 106, bụng là 70 đến 100, đùi là 31 và ống quần sẽ là 17 cm. Form của mình cũng là một cái form suông rất là dễ mặc dễ dùng. Chất liệu gió sẽ là chất liệu gió một lớp mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là chắn gió chống bụi cực kỳ tốt luôn. Những cái chất liệu gió như này mặc cực kỳ mát này mà vẫn đảm bảo cho mình là chắn gió chống bụi tốt đó. Và cái tông màu đen này thì yên tâm là cực kỳ dễ mặc dễ phối rồi, thiết kế cặp chun co giãn tốt này, và có thêm cho quý anh chị cái dây đai ở bên trong để quý anh chị có thể là điều chỉnh cái phần cặp này sao cho nó vừa vặn nhất với cái số đo vòng bụng của mình. Mã của sản phẩm này sẽ là mã G264. Quý anh chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay liên hệ đặt hàng với nhà Xanh Đồ Xin. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế quần đen, hai bên sẽ là có thêm hai cái đường kẻ tông màu ghi này. Nói chung cũng là một cái thiết kế phối cũng rất là gọn, rất là đơn giản dễ dàng để cho quý chị chúng ta có thể chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi ngủ hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Mã của sản phẩm sẽ là G265, chiều dài là 97, bụng là 84 đến 96, đùi là 29 và ống là 21 cm. Em này thì sẽ là size L. Đó, bác nào mà chúng ta thường mặc size L thì chúng ta lựa chọn em này, tem mác đầy đủ luôn, nên là các bác yên tâm. Cái chất liệu của em này thì sẽ là chất liệu gió hai lớp, bên trong là mình có thêm một cái lớp lót lưới này. Bác nào mà đã từng mặc những cái sản phẩm quần gió
có những cái thiết kế lót lưới nhân lửa như thế này rồi thì quý chị chúng ta đã biết là mình mặc rất là thoải mái, dễ chịu và cái độ giữ ấm của nó cũng rất là tốt. Và mã bên này của chúng thì sẽ là mã G265, và quý chị chúng ta yêu thích cái thiết kế này thì chúng ta nhanh tay lựa chọn, độ mới cũng còn rất là cao luôn, nên là quý chị chúng ta tranh thủ, đặc biệt là khi mà cái mức giá của mình cũng đang rất là ưu đãi rồi, vẫn là những cái mức giá sale đó rất là hợp lý cho quý anh chị để chúng ta lựa chọn. Tiếp theo chúng ta đến với mã G266, chiều dài là 97, bụng là 84-94, đùi là 30 và ống là 22cm size L. Cái này thì sẽ là một thiết kế của nhà Adidas này. Bên trên ống quần mình có cái phần thêu tên và logo của Adidas. Hai bên ống quần mình sẽ có ba cái đường kẻ sọc đặc trưng của nhà Adidas luôn, nó sẽ là cái tông màu tím. Cái quần của mình nó sẽ là cái kiểu tông màu ghi đậm, nó sẽ hơi sang màu đen một chút. Đó, nhưng mà thực ra thì nó sẽ là cái màu ghi đậm, mặc rất là dễ. Và mã của em này sẽ là mã G266, một thiết kế của nhà Adidas, chất liệu gió dày dặn và bên trong mình cũng có thêm một cái lớp vải lót rất là mềm mịn và đảm bảo chắn gió, chống bụi, giữ ấm cũng rất là tốt cho quý chị. Form dáng của mình thì sẽ là một cái form tương đối gọn gàng, ấm không bị quá rộng, nên là bác nào muốn mặc cái kiểu form gọn gàng hơi fit vào người một chút thì chúng ta lựa chọn em này, nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc cực kỳ thoải mái, dễ chịu luôn. Đặc biệt đây là một sản phẩm còn rất là mới của nhà Adidas, nên là bác nào mà đã yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay liên hệ cho nhà Sành Đồ Xin. Mỗi sản phẩm chúng ta chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. Đây sẽ là mã G266. Và tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu đen. Em này cũng là một sản phẩm rất là basic của nhà Puma. Chúng ta có một logo hình con báo của nhà Puma này, mã sẽ là G267, chiều dài là 101,5, bụng là 76-94, đùi là 29,5 và ống sẽ là 13-19cm. Cái phần gấu này sẽ là cái gấu thiết kế bo chu này, co giãn rất là tốt để đảm bảo là ôm vào cái phần cổ chân của mình. Chất liệu gió hai lớp dày dặn này, bên trong có thêm một cái lớp vải lót, một cái lớp vải lót cũng rất là mềm mịn, đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Hai bên ống quần mình có hai cái đường kẻ sọc trắng này. Nhìn chung thì đây cũng là một cái sản phẩm vô cùng basic, đơn giản cho quý chị để chúng ta lựa chọn, mình có thể mặc hàng ngày hoặc là mình mặc đi chơi thể dục thể thao cũng rất là ok. Mã G267, một thiết kế chính hãng của nhà Puma. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm tông màu xanh than, một chiếc quần gió tông màu xanh than của nhà Nike. Đây sẽ là một sản phẩm với cái form dáng tương đối là rộng. Và bác nào đang tìm kiếm những cái sản phẩm kiểu quần big size này, hoặc là bác nào cao to thì chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm này của nhà Nike, mặc vừa đẹp mà vừa thoải mái, dễ chịu. Và mã của em này sẽ là mã G268, chiều dài là 106, bụng là 72-100, đùi là 36 và ống là 15-20cm. Cái phần gấu của mình sẽ là gấu thiết kế bo chun co giãn rất là tốt, và có thêm một cái đường kẻ khóa ở đây để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cái phần gấu này. Chất liệu gió hai lớp dày dặn, bên trong cũng có thêm một lớp vải lót mềm mịn cho quý anh chị để đảm bảo chắn gió, chống bụi tốt, mà lại mặc rất là thoải mái cho quý anh chị chúng ta sử dụng hàng ngày. Mã G268 cho quý anh chị chúng ta coi kỹ, tem mác đầy đủ của nhà Nike đó, rất là uy tín luôn. Và cái cạp của mình sẽ là cạp chun, những cái thiết kế cạp chun thì mặc cực kỳ là thoải mái, dễ chịu rồi. Tông màu xanh than này thì quý anh chị chúng ta cũng yên tâm là phối đồ rất là đơn giản, dễ dàng. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần tông màu đen. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Tihora. Bên trên này sẽ là có tên và logo của thương hiệu. Mã của sản phẩm sẽ là G269, chiều dài là 109, bụng là 76-110, đùi là 33 và ống sẽ là 22cm. Form dáng của em này cũng là một cái thiết kế form dáng suông, rất là dễ mặc, dễ dùng. Chất liệu của mình là chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một cái phần lót lưới này, nó rất là mềm mịn để cho quý chị chúng ta sử dụng, chúng ta mặc sao cho nó thoải mái, dễ chịu. Em này thì sẽ là một cái thiết kế tông màu đen phối thêm một vài các cái đường kẻ tông màu trắng này. Nhìn chung cũng là một cái sản phẩm thiết kế với cái form dáng thể thao cho quý chị chúng ta sử dụng mặc hàng ngày. Mã G269. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế tông màu đen, em này còn rất là mới luôn. Đây là một sản phẩm của nhà Spending. Bên trên này sẽ là một cái hình in của tên của thương hiệu, túi các thứ là đầy đủ cho quý anh chị. Mã G270, chiều dài là 99, bụng là 76-106, đùi là 32 và ống sẽ là 19cm. Cái phần gấu này mình có một cái thiết bị để cho quý anh chị có thể điều chỉnh cái gấu này đó, hoặc không quý chị chúng ta mặc kiểu quần suông cũng rất là đẹp. Chất liệu của mình là chất liệu gió dày dặn, bên trong có thêm một phần lót nỉ, đảm bảo giữ ấm rất là tốt cho quý anh chị luôn. Form dáng của mình sẽ là một cái form suông rộng rãi thoải mái. Đặc biệt lần này sẽ là một em còn rất là mới luôn. Phải nói là em này còn như mới, nên là bác nào mà chúng ta đã ưng cái form dáng cũng như là cái tông màu của em này rồi thì chúng ta nhanh tay chúng ta lựa chọn mã G270, một thiết kế của nhà Spending, và form dáng suông cực kỳ dễ mặc, dễ dùng và rất là dễ để cho quý anh chị chúng ta phối đồ. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu xanh than. Bác nào mà muốn mặc những cái thiết kế form dáng quần năng động một chút thì quý chị chúng ta hãy qua tham khảo thêm em này. Đây là một thiết kế của nhà Philco.
Philco thì là một cái thương hiệu chuyên về những cái dòng kiểu quần áo bảo hộ, nên là quý chị chúng ta có thể thấy là cái form dáng thiết kế của em này trông nó sẽ hơi năng động hơn một chút, và cái form dáng của mình sẽ là một cái form mặc tương đối ôm. Bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta lựa cho em này, nó thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Mã của sản phẩm sẽ là G271, chiều dài là 92, bụng là 76, đùi là 26 và ống sẽ là 19 cm, mã G271 này. Đây quý chị có thể quan sát thật kỹ các cái chi tiết của sản phẩm, nó rất là đẹp, và bên trên này cũng đầy đủ túi cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Đó. Cúc khóa đầy đủ này, bác nào mà muốn sử dụng thêm dây lưng thì chúng ta có đầy đủ đĩa quần ở đây, chất liệu gió dày dặn, mặc vừa thoải mái lại còn vừa thoáng mát cho quý chị. Tông màu rêu này sẽ là một cái tông màu mặc rất là trẻ trung và cũng rất là dễ cho quý chị chúng ta phối đồ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần cũng với tông màu đen. Em này thì sẽ là một cái thiết kế quần túi hộp, hai bên nó sẽ có các cái phần túi hộp rộng rãi như thế này. Thứ nhất là tạo cho cái sản phẩm của mình nó sẽ trông năng động trẻ trung hơn. Thứ hai là quý chị chúng ta có thể là sử dụng mình đựng đồ, đựng ví tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Và mã của sản phẩm thì sẽ là mã G272, chiều dài sẽ là 94, bụng là 64-80, đùi là 31 và ống là 18-22 cm. Cái phần gấu của mình sẽ là gấu có bo chun này, có bo chun để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần gấu này. Chất liệu của mình nó sẽ là cái kiểu chất liệu vải kaki mềm, rất là dày dặn, và em này quý chị hoàn toàn yên tâm lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Tông màu đen này thì quý chị yên tâm phối đồ cực kỳ đơn giản dễ dàng. Mã G272. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần gió cùng với tông màu đen. Em này thì cũng là một thiết kế quần gió túi hộp này, mã G273, chiều dài là 98, bụng là 68-90, đùi là 28 và cái ống của mình cũng là cái ống có dây rút cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Chất liệu hai lớp dày dặn, bên trong có thêm một phần lót nỉ bông, đảm bảo giữ ấm rất là tốt cho mình. Form dáng của mình sẽ là cái form dáng suông, em này ống không quá rộng mà cũng tương đối là gọn gàng. Và cái cạp của mình cũng là cạp chun co giãn rất là tốt, có thêm một cái phần dây ở bên trong cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái cạp này. Mã của sản phẩm sẽ là mã G273. Và đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo, tem mác đầy đủ uy tín cho quý chị. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần gió cũng với tông màu đen, và nó cũng là thuộc cái dòng quần gió túi hộp này. Ở bên trên đồng quần mình sẽ có những cái thiết kế túi hộp rộng rãi như thế này. Mã G274, chiều dài là 94, bụng là 60-88, đùi là 27 và ống là 19 cm. Chất liệu gió của mình sẽ là chất liệu hai lớp, bên trong có thêm một lớp lót nỉ bông, đảm bảo giữ ấm rất là tốt. Và form dáng của mình cũng là một cái form dáng suông, tương đối là gọn gàng, ống không quá rộng. Tông màu này thì quý chị chúng ta yên tâm là phối đồ rất là dễ rồi. Ngày hôm nay thì toàn bộ các sản phẩm của mình sẽ là những cái tông màu tối màu để cho quý chị chúng ta dễ dàng chúng ta lựa chọn, chúng ta phối đồ sao cho nó được thoải mái nhất. Mã của mình sẽ là mã G274. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế cũng với tông màu đen. Em này cũng là một thiết kế quần gió túi hộp với mã G275, chiều dài là 106, bụng là 80, đùi là 29 và ống là 21 cm, size 2XL. Đó, bác nào cao to thì chúng ta bon chen ngay em này. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Mà đằng sau thì mình sẽ có túi này, đằng trước cũng có túi chéo đầy đủ cho quý chị chúng ta tiện chúng ta sử dụng. Đi ra ngoài mình đựng ví tiền điện thoại rất là thuận tiện. Và bên trên này chúng ta có thêm một cái đai khóa này. Đó, những cái khóa như này quý chị có thể điều chỉnh cái cạp sao cho nó vừa vặn với cái số đo hoàng bụng của mình. Form dáng quần này sẽ là một form dáng suông, mặc rất là thoải mái, dễ dàng, dễ chịu cho quý chị. Chất liệu của mình cũng là chất liệu gió hai lớp dày dặn, bên trong sẽ là một cái phần lót lỉ này, rất là ấm, giữ ấm, chống gió chống bụi rất là tốt. Mã G275, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Và tiếp theo sẽ là một thiết kế với tông màu xanh than. Em này sẽ là một sản phẩm của nhà Converse. Bên trên ống quần sẽ là một cái phần thêu logo và tên của thương hiệu. Mã G276, chiều dài là 99, bụng là 66-104, đùi là 34 và ống sẽ là 12-18 cm. Cái phần gấu của mình sẽ là cái gấu thiết kế bo chun này, có thêm một cái đường khóa ở đây để cho quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cái gấu này. Và bên trong thì quý chị có thể thấy nó sẽ là một cái lớp lót rất là dày dặn để cho quý chị chúng ta mặc vào những cái thời tiết nó lạnh, quý chị chúng ta sử dụng như em này, chúng ta mặc đi ngủ sẽ rất là ấm này, hoặc là quý chị chúng ta sử dụng mình chạy bộ đạp xe buổi sáng nó rất là ok. Mã của mình sẽ là mã G276, một thiết kế chính hãng của nhà Converse, và cái độ mới của em này cũng còn rất là cao luôn. Tông màu xanh than, vừa trẻ trung mà vừa dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ.
Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần gió của nhà Kepa. Em này sẽ là một thiết kế với tông màu ghi, hai bên ống quần sẽ là có cái đường kẻ sọc này, bên trên sẽ là thêu rất là nhiều cái tên của thương hiệu Kepa. Mã của mình sẽ là G277, chiều dài là 98, bụng là 66-100, đường là 30 và ống là 20cm, form dáng suông, và ống cũng tương đối là rộng rãi thoải mái. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu gió dày dặn, bên trong sẽ là phần lót nỉ bông như này. Và quý chị chúng ta quan sát kỹ để thấy rằng là đây sẽ là một cái thiết kế mà rất là hợp lý để cho quý chị chúng ta sử dụng vào những cái lúc mà thời tiết nó lạnh. Mình mặc những em này giữ ấm rất là tốt. Mã G277, họ tông màu ghi, mặc rất là trẻ trung năng động. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu đen. Và em này thì sẽ là một cái em quần gọi là quá là basic luôn. Và một em quần suông đơn giản cho quý chị chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày. Mã G278, chiều dài là 93, bụng là 80-112, đùi là 31 và ống là 18cm. Form dáng của mình cũng là một cái form rất là rộng rãi thoải mái. Cái phần gấu này nó sẽ hơi bo lại một chút nên là quý chị chúng ta mặc vẫn rất là gọn gàng. Bên trên này thì chúng ta sẽ có hai phần túi chéo này để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã G278, nhìn chung thì đây sẽ là một cái thiết kế rất là basic đơn giản, không có quá nhiều cái chi tiết gì để bàn luận về em này. Quý chị chúng ta hoàn toàn có thể lưu em này mình mặc ở nhà cũng như là mặc đi chơi đi làm thì đều rất là ok. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần mà cái tông màu nó rất là hay. Bác nào mà fan của những cái thiết kế kiểu dằn di bộ đội như này thì quý chị chúng ta phải nhấc ngay em này thôi. Mã G279, chiều dài là 105, bụng là 56-104, đùi là 31 và ống là 21cm. Form dáng của mình sẽ là một cái form suông rất là rộng rãi thoải mái này. Và phía dưới đây, cái phần gấu sẽ có thêm một cái phần miếng dán như này để quý chị có thể điều chỉnh cái gấu. Nếu như mà quý chị chúng ta muốn mặc nhỏ gấu lại thì chúng ta muốn mặc nhỏ cái phần ống lên lại thì quý chị chúng ta có thể là điều chỉnh cái miếng dán này vào bên trong. Đó. Đây sẽ là một cái tông màu mặc cũng rất là trẻ trung, và bác nào mà muốn mặc kiểu nó độc lạ một chút thì chúng ta lựa chọn những cái thiết kế tông màu kiểu dằn di như này. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu cứng cáp dày dặn nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc đứng form chuẩn form. Thiết kế cạp của mình sẽ là cái cạp chun co giãn rất là tốt, có thêm một cái dây đai bên trong để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cái cạp này sao cho nó vừa vặn nhất với cái số đo vào bụng. Và mã hôm này sẽ là mã G279. Mọi thông số nhà sành được xin sẽ ghi vào phía bên tay trái màn hình cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và cái này sẽ là size 2XL, form dáng suông cực kỳ dễ mặc dễ dùng. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái thiết kế với cái tông màu độc lạ không kém này, lại gần cho quý chị chúng ta quan sát kỹ. Nó sẽ là cái tông màu xanh dương và bên trên nó sẽ có một vài các cái họa tiết chìm như thế này. Đó, các bác chúng ta quan sát kỹ để chúng ta thấy rằng là đây sẽ là một cái thiết kế rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Mã G280, chiều dài là 104, bụng là 76-106, đùi là 33 và ống sẽ là 23cm. Form dáng của mình cũng là một cái form dáng suông rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta sử dụng. Đây là một thiết kế của nhà Spending và đằng sau của mình sẽ là một cái phần in tên của thương hiệu. Cho quý chị chúng ta quan sát lại cái form dáng này. Đó, đây và đây sẽ là một cái thiết kế rất là mới của nhà Spending. Đó, em này cũng phải nói là còn như mới luôn, một cái thiết kế rất là đẹp. Đặc biệt cái chất liệu của mình cũng là cái chất liệu hai lớp dày dặn, bên trong có thêm một cái lớp vải lót lưới này. Đó, rất là mới luôn, lại gần cho quý chị chúng ta quan sát kỹ họa tiết cũng như là cái chất liệu của sản phẩm. Và mã của em này sẽ là mã G280. Các bác mà chúng ta ưng em này, chúng ta nhanh tay liên hệ cho nhà sành Đồ Si chốt đơn. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu xanh rêu. Em này cũng là một cái thiết kế rất là năng động trẻ trung của nhà Onright, và mã của sản phẩm này sẽ là mã G281, chiều dài là 105, bụng là 84, đùi là 28 và ống là 19cm. Với thiết kế này thì quý chị có thể lựa chọn mình mặc ở nhà hoặc mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Form dáng của mình sẽ là một cái form mặc tương đối ôm. Đây quý chị có thể quan sát kỹ thì những cái phần này nó sẽ hơi phồng phồng ra một tí, khi mà quý chị chúng ta mặc lên người thì sẽ tạo lên một cái form dáng cực kỳ đẹp luôn. Và bên trên này cũng đầy đủ túi này, túi trước túi sau cho quý chị chúng ta tiện đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã G281, những cái thiết kế tông màu xanh rêu nhưng mà nó sẽ là hơi trầm xuống một chút như này thì rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Đó, con này hoàn toàn có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Và sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay sẽ là một thiết kế quần với tông màu vi. Con này sẽ có mã là G282, chiều dài là 104, bụng là 74-100, đùi là 36 và ống sẽ là 23cm. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Under Armour. Bên trên này sẽ là logo của thương hiệu này. Form dáng của mình sẽ là một cái form suông rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mình mặc form dáng của em này thì sẽ là một cái form suông rất là rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta có thể lựa chọn mình mặc ở nhà hoặc là mình có thể là mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Ở tông màu ghi tự rất là sáng màu và quý chị chúng ta yên tâm là mặc rất là trẻ trung năng động này và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ luôn. Mã G282, và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay.
Dạ vâng, Sành Đồ Xin xin cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý anh chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và xin đừng quên là ủng hộ nhà Sành Đồ Xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Đồ Xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.